triệu, 35 triệu cái kia 63 3 triệu nữa. 8 triệu, 8 triệu rưỡi. Đó. Không ba được 8 triệu rưỡi. Nó được. Rồi Trân ơi, chia sẻ cho con em. Thì quá chục. Cuối tuần bữa nay quay về con xem cái năng suất lúa, cái này là OM18 đồng 3 vụ xã Thái Sơn hết con. Thì cái đồng này 5451 OM18 với đề thơ mai muốn làm gì làm, nhưng mà bán thì bán chung giá hết con. Nhưng mà hiện tại thì cái giá bán chung lấy cọc trước ha. Giá gạo thì nói chung có sụt chút đỉnh, nhưng mà giá lúa không sụt hết con. Thì theo như dự báo thì cái giá lúa của bên thông tin đài thì bà con cũng biết à, 5451 hiện tại nó lên rất là cao ha. Nó lên tầm khoảng 94 94 94 50, có thể 95 luôn. Nó chỉ là dưới thằng ngồi em với thầy thơm 100 đồng đến 200 đồng thôi. Và lúc trước thì nó trên lệch 200 đến 300 đồng ha. Thấy 300 đồng là nhiều, cái vườn này 93 ô em để thơm 95 96 là trên lại 200 đồng đến 300 đồng, nhưng mà bây giờ nó trên lại còn có 100 đến 200 thôi, tùy theo chỗ mua ha. Và đặc biệt cái vùng đất ở đây khi mà cắt nước rồi là hạt lúa nó rất là săn chắc, xe tỷ lệ bể gạo rất lớn ha, nó dưới xé nhẹ nữa, đất đây loại đất cát mà con, đất xịn pha cát nên nó rất dễ khô. Khi mà nó khô rồi hạt lúa bà con giờ xé rất là nhẹ luôn, mà ít có bị tỷ lệ gạo lại cao nữa, nên là giá nó cũng ok. Ở đây bà con ta lấy cọc có 9.300 ha. Nói chung mà lấy cọc trước 9.300 là giá đó là cao rồi. Giá này là giá của thằng 5451 phải không con? Chứ ô em này thơm 9.500 9.600 hết. Máy này là máy giăng 850 ha, với lái vô lăng nè. Máy này nó chung cắt cũng rất là sạch. Nhưng mà nó còn tùy thuộc vào cái lúa của bà con nữa. Nếu nó khô quá là nó bắt buộc phải ra ha. Nó khô quá gió nó thổi á. Đây cái này làm như cái này 5451 ta. Ờ 5451 chứ không phải em bà con ơi. Làm như trộn á, có một số bông mua em nữa, như đây sắt sơn sợ là sợ trộn thôi ha. Tại vì nó 451 nếu nó ấy là nó khô rồi, nhiều khi mưa bữa hổm xả mưa rồi một số bà con mình xả dặm á, nhiều khi xả ô em rồi mưa nó chết á, rồi xả dặm cho nó 451 sao không chừng nữa, bởi vì đất sơn đi quay lúa bà con mình lọt sọt nó không biết đường mò hết. Như cái này là 5451 nè bà con, dòm nè 5451 rõ ràng ha đó. Và cái 5451 bà con biết nè, nó rất là dễ khô á, nó khô trà nè. Còn những cái ô em nè, nó xanh như tới ngoài chót luôn. Cái hộp nó cũng tương tự nhau, nhưng mà em thấy cái hộp nó hơi no hơn xíu nè. Còn hai thằng nó khác nhau nè. Cái này là một là trộn giống xả, hai là chết xả trước là em, nhưng mà khi mà gặp mưa đó, được không có mưa đó, xả mưa đó, rồi bà con mình sẽ dặm vô. Là nguyên nhân đó, hàng này nó trộn chung ha. Nhưng mà em thì nó chính sau 5451 ha. Công rưỡi hả bà con, không tới công rưỡi, công hai công ba, công ba công ba tầm cắt á, công ba tầm cắt là khoảng 1.500.000 mét vuông hết ta, này khoảng 1.500.000 mét vuông hả bà con, nó hơn công tầm cắt một chút mà không tới công rưỡi đâu đó. Thì nói chung lúa ở đây thì hai tầng đóng luôn, bà con mình thì xử lý á, nó sẽ thấy bà con thấy vậy chứ, cái những cái hạt lúa hai tuần này nè, nó rụng xuống, nó lưu tồn rồi nó lên mạnh lắm, nó không có chết đâu. Và dịch cũng không ăn luôn nữa, dịch nó ghẻ chúng hộp này cái là nó nhợn cằn cổ nó rồi ha, không ăn đâu, rớt xuống là nó lưu truyền á. Mấy năm gì trước đâu có vụ hai tuần đâu, bây giờ nó bộc phát lên quá tàn. Thì đấy, giờ bữa nó sẽ quay cánh đồng ở
Tiến Chánh Châu Đốc ha, cái đồng của Diễn Tế á, gần cặp Tiến Chánh Châu Đốc cũng sắp chín rồi. Để coi đồng ngoài đó coi sao, thấy ngoài đó bông quá im mà không biết bán giá với năng suất nó sao. Đây thì nói chung thì năng suất thì cũng không có nhiều đâu con ơi, thấy nó quá thừa ha, lúa nó thừa với bị hai tuần lắng. Mà con thấy trước mặt bà con là hai tuần dữ lắm, cái hai tuần này nếu bà con mình theo dõi như sơn chia sẻ thì bà con mình diệt được ha, hai tuần không nè, nhiều lắm, hai tuần nhiều lắm. Lê gai, lê gai qua bên đây là tạng hai tuần không nè, đây bà con thấy đây hai tuần không nè, dù sao đi thấy cảnh, dù đông sưng lên thấy cảnh. Bây giờ bà con mình thấy trong đất có 1-2 cộng gì cũng ráng đi bứt đi, một cộng nó 30-40 hạt, 50-60 hạt nó ra mấy chục cây á, 50-60 cây mà 50-60 cây dù sao cái nữa là con thấy biết cái nào á, nên cố gắng gặp thì cứ loại vô bứt đi, còn nếu nhiều quá mình xử lý. Thì đối với hai tầng này thì bà con xử lý là tốt nhất là thuốc diệt mầm gãy ha. Như ông Sơn chia sẻ cho bà con rồi đó, thịt diệt mầm gãy á, yêu cầu diệt mầm gãy mà hoạt chất nó như ngã tát á, ngã tát của VHC á là ok, loại này loại kia loại gì cũng được, hiệu gì cũng được, nhưng mà nó hoạt chất, nói chung hoạt chất nó là ok ha. Thì bà con xịt là trước khi bà con xịt bà con đốt gom hết, sạch sẽ hết, đất nó phải có độ ẩm ướt thì bà con xịt ha. Nếu có trời mưa thì bà con lên đốt gom mà giữ nước lại, gặp trời mưa thì bà con xịt luôn là ok, nước xem xét hoặc là nó hơi xem xét có nước có không sao, bà con xịt nó ngấm xuống cho nghe. Còn xịt khô vậy thì nó dở ha, tại vì có nước là mình trừ hao nó xuống nước, nó còn lỏng thuốc rồi nó, tại vì mình xịt đậm đặc á. Rồi sau khi bà con chụp chặt sớ rồi xạ lại rồi bà con mình xịt thêm diệt mầm sốt huyết á, tại vì sốt huyết thế hệ mới bây giờ nó cũng có một số hoạt, nó cũng có cái phụ gia để mà giúp cho nó ức chế cái mầm lúa hai tầng đó. Thì một số bà con mình làm ở đất ở Vĩnh Châu á, làm đất Vĩnh Châu cũng hai tầng rất nhiều ha, mà bà con mình xịt sốt huyết á cho biết là kết quả cũng là ok, nó không phải là nó tuyệt đối nhưng mà nó đỡ ha. Thì sau khi bà con chứ dụng thằng diệt mầm gãy rồi chừng đó bà con xạ lúa lại, bà con mua sốt huyết xịt thêm một cữ nữa hay cho nó hạn chế tối đa ha. Nói chung là vậy. Thì đây là theo cái thông tin của bà con nông dân cho biết là xịt có hiệu quả, thì đất sang sẽ chia sẻ cho bà con ha. Còn mấy làm xong hết con. Lúa này thưa quá. Dí dò á. Đâu dí dò đó. Như 17 bao. Công ba làm cắt nó được 17 bao. Đó. Thì một bao mình tính trung bình nó 500 ngàn đây, nó trên 500 cho hết bà con. Tại vì sao có cắt rồi bao nó 57 kg là trên 500 ngàn, là 93. Nhưng mà mình trung bình nó bao 500 ngàn á, chục bao nó 5 triệu á, nó 17 bao. 14 triệu rưỡi. Mà miếng này chưa tới công rưỡi nữa. Cũng ok rồi. chục bao 5 triệu, chục bao 5 triệu, cái kia 6 bao 3 triệu nữa, 8 triệu, 8 triệu rưỡi, đó, công ba được 8 triệu rưỡi, nó được
Rồi Sơn chia sẻ cho con ha. Thì quá chuột. Quá chuột. Mấy chó này khôn nhá, bắt hơi chuột. Chết. Ú la trời, chảy xuống rồi luôn rồi. Chảy xuống rồi. Chảy xuống rồi tao. Cắn rồi tao. Ú la trời, tao chứ có cắn rồi. Hai chó khôn á, bắt hơi chuột cái chụp.